Cập nhật quân sự mở ngày 1 tháng 8 Hằng Lâm và quân sự mở xin kính chào quý vị. Chúc quý vị một tháng mới nhiều may mắn và công việc suôn sẻ. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất sau đây. Mở đầu là thông tin nóng, F-16 đã tham chiến ở Ukraine. Ukraine đã nhận được lô chiến đấu cơ F-16 đầu tiên do Hoa Kỳ sản xuất. Hãng tin Bloomberg ngày 31 tháng 7 trích dẫn các nguồn thảo tin cho biết, Tin tức này xuất hiện một năm sau khi Liên minh chiến đấu cơ được thành lập tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Vilnius dưới sự lãnh đạo của Đan Mạch và Hà Lan. Liên minh chiến đấu cơ cũng cam kết giúp đào tạo phi công và nhân viên kỹ thuật Ukraine để vận hành F-16. Các nguồn tin cho biết, hàng chót cho việc chuyển giao chiến đấu cơ F-16 là cuối tháng 7 và các máy bay đã được giao đúng hạn. Theo các nguồn tin, Ukraine đã nhận được một số lượng nhỏ F-16. Ukraine dự kiến sẽ nhận được ít nhất 79 chiến đấu cơ F-16 từ Hà Lan, Đan Mạch, Bỉ và Na Uy. Trong khi Kyiv chưa chính thức xác nhận F-16 đã có mặt tại Ukraine, Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis đã nhắc đến điều này trên mạng xã hội X. F-16 xuất hiện ở Ukraine, một điều không thể khác hóa ra lại hoàn toàn có thể, ông viết. Một hình ảnh về chiếc F-16 trên bầu trời Ukraine cũng đã lan truyền trực tuyến, làm giấy lên nhiều đồn đoán. Việc chuyển giao F-16 đã bị cản trở bởi nhiều vấn đề như phụ tùng, rào cản ngôn ngữ đối với các phi công Ukraine và những người huấn luyện. Các nhà hoạch định lo ngại rằng Kyiv không có đủ đường băng cho máy bay này và những sân bay của Ukraine dễ bị hư hại nếu Nga tấn công. Sau bản tin của Bloomberg, tờ Telegraph của Anh cho biết rằng Ukraine đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên trên F-16. Phía Kyiv đã thực hiện các chuyến bay chiến đấu đầu tiên bằng F-16, được sử dụng với chức năng phòng không. Theo trang báo Anh, đại diện chính thức của không quân Ukraine không phủ nhận điều này. Điều này có thể là một trong những nguyên nhân giúp Ukraine bắn hạ toàn bộ 89 chiếc UAV Sahid của Nga trong cuộc không kích cấp tập vào cuối ngày 31 tháng 7 vừa qua một ngày trước đó tạp chí Poland đưa tin rằng Washington có kế hoạch trang bị cho F-16 tên lửa không đối đất AGM-88 Harms, bom dẫn đường Sidam phiên bản tăng tầm, các tên lửa không đối không lợi hại AIM-120 và AIM-9X cũng như đường kính bom nhỏ SDB. Ukraine không tiết lộ sẽ đặt F-16 ở đâu. Đài DW của Đức dẫn lời nhiều chuyên gia đánh giá rằng căn cứ không quân Starokosy Antonyev ở miền tây nước này có thể là nơi lý tưởng. Căn cứ trên nằm ở giữa Kiev và Lviv, là nơi đóng quân của Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 7 và có những nhà chứa máy bay ngầm được xây dựng thời Liên Xô. Mặc dù một số chuyên gia quốc phòng không mong đợi F-16 sẽ trở thành nhân tố thay đổi cuộc chơi, nhưng các máy bay phản lực này có thể tăng cường khả năng phòng không của Ukraine và bảo vệ các trung tâm dân cư của nước này khỏi các cuộc ném bom hàng ngày từ đối phương. Chỉ huy Hải quân Ukraine Oleksiy Nespapa cho biết F-16 sẽ thách thức sự thống trị hoàn toàn của Nga trên bầu trời biển đen. Đan Mạch và Hà Lan nói rằng họ sẽ cho phép Ukraine dùng F-16 để tấn công vào lãnh thổ Nga, mặc dù Copenhagen cho biết động thái như vậy sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng việc chuyển giao vũ khí và thiết bị mới cho Ukraine, bao gồm cả F-16, sẽ không giúp Kyiv đảo ngược tình hình ở chiến tuyến, mà chỉ khiến cuộc xung đột kéo dài thêm. Ông Putin cảnh báo F-16 sẽ cháy giống hệt như bất kỳ thiết bị quân sự khác nào của phương Tây. Và nối tiếp là thông tin, Ukraine tấn công kho vũ khí trong lãnh thổ Nga. Ngày 31 tháng 7, Hải quân Ukraine đã tấn công một cơ sở lưu trữ vũ khí và thiết bị quân sự ở khu vực Kursk, phía tây nước Nga vào rạng sáng cùng ngày. Kursk nằm cách biên giới Ukraine 100 km về phía đông bắc và cách Odessa, nơi có trụ sở của Hải quân Ukraine, gần 700 km. Nga tuyên bố đã điều động lực lượng phòng không của mình để cố gắng chống lại cuộc tấn công, nhưng các vụ nổ đã được nhìn thấy tại các địa điểm bị nhắm mục tiêu. Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết họ đã phá hủy một UAV đang bay tới và một tên lửa dẫn đường Neptune của Ukraine ở khu vực Kursk. Moscow cũng tuyên bố bắn hạ thêm 18 UAV ở 4 khu vực khác của Nga và bán đảo Crimea. Neptune là tên lửa chống hạm phóng từ mặt đất do Ukraine sản xuất với tầm bắn tối đa là 300 km. Kyiv đã sử dụng tên lửa Neptune để đánh chìm tuần dương hạm lớp Stalva, mang tên thủ đô nước Nga, Moscow ở Biển Đen vào tháng 4 năm 2022. Các trang tin quân sự Ukraine chỉ ra rằng Neptune MD, phiên bản tấn công mặt đất của nó, có tầm xa đến 400 km và đầu đạn nặng 350 kg thay vì 150 kg như phiên bản chống hạm. Trong tháng này, Kyiv đã thực hiện nhiều vụ tấn công vào khu vực Kursk, trong đó có các trạm biên áp điện và kho chứa dầu của Nga. Trong cuộc chiến với Nga, Ukraine đã sử dụng UAV tầm xa để tấn công các mục tiêu chiến lược, từ cơ sở dầu mỏ đến radar quân sự, ở khoảng cách tới hơn 1.500 km. Kyiv đã ưu tiên cải tiến việc sản xuất tên lửa để giảm khoảng cách về năng lực so với Nga. Quốc gia có nhiều loại tên lửa khác nhau. Ukraine có thể đã tấn công trực thăng Mi-8 của Nga sau phía sau phòng tuyến bằng UAV. Nhiều kênh Telegram ủng hộ cuộc chiến của Nga đưa tin rằng, một trực thăng Mi-8 của Nga đã bị tấn công ở vùng Donetsk do Moscow kiểm soát. Một số nguồn tin nói rằng, lần đầu tiên lực lượng Ukraine đã sử dụng UAV để thực hiện vụ tấn công như này. Phóng viên mạng chiến tranh của Nga Boris Rosin tuyên bố rằng lực lượng Ukraine đã tấn công 18 cách xa chiến tuyến bằng UAV. Tuy nhiên, một kênh thân Nga khác lại cho rằng máy bay trực thăng đã bị tên lửa HIMARS bắn trúng, dù ban đầu kênh này cũng cho rằng 18 bị bắn hạ bởi UAV. Nhà báo Ukraine Yuri Butusov viết trên Telegram, nếu được xác nhận, cuộc tấn công bằng UAV vào một trực thăng của Nga tại sân bay phía sau chiến tuyến là một thành tựu lịch sử, xứng đáng với giải thưởng cao nhất của Ukraine. Ông lưu ý rằng, trong khi những nỗ lực trước đây nhằm bắn chặn trực thăng ở chiến tuyến đều không thành công, thì đây sẽ là cuộc tấn công đầu tiên như vậy ở sâu phía sau phòng tuyến của đối phương. Chiếc Mi-8 được định giá khoảng 15 triệu đô la. Các nguồn tin ủng hộ Điện Kremlin cho biết phi hành đoàn có khả năng đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Nga phải có mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình tiếp theo để chấm dứt chiến tranh, Tổng thống Zelensky cho biết. Ukraine cùng với hầu hết các quốc gia khác cho rằng Nga phải có mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình lần thứ hai sẽ diễn ra vào tháng 11 tới để chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn truyền thông Pháp vào ngày 31 tháng 7. Khi cuộc chiến đã bước sang năm thứ ba, Kyiv cho biết họ đặt mục tiêu mời một đại diện của Nga đến dự hội nghị để lắng nghe về kế hoạch dựa trên công thức hòa bình của ông Zelensky và ý kiến đóng góp của quốc tế. Cho đến nay vẫn chưa có lời mời nào chính thức được gửi đi, nhưng Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin đã tuyên bố rằng Moscow sẽ không tham dự sự kiện này. Nga không được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Toàn cầu đầu tiên được tổ chức vào ngày 15-16 tháng 6 tại Thụy Sĩ. Tôi tin rằng giống như hầu hết các quốc gia khác, rằng tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai vào tháng 11, các đại diện của Nga phải có mặt, nếu không chúng ta sẽ không đạt được kết quả khả thi. Ông Zelensky nói, nếu cả thế giới muốn họ ngồi vào bàn đàm phán, thì chúng ta không thể phản đối. Tổng thống Zelensky nhắc lại rằng, nền hòa bình công bằng cho Ukraine phải bao gồm việc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời nói thêm rằng điều này không có nghĩa là phải thực hiện chỉ bằng phủ lực. Hôm nay, chúng tôi ở chiến tuyến chừng nào Nga còn muốn tiến hành chiến tranh, và sau đó chúng tôi có thể giải quyết những vấn đề này bằng biện pháp ngoại giao nếu Nga muốn, ông Zelensky nói thêm. Khi được hỏi liệu ông có cân nhắc khả năng nhượng lại lãnh thổ Ukraine hay không, Tổng thống Zelensky nói rằng đây không phải là lựa chọn tốt nhất và không có Tổng thống nào có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào về toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine mà không có ý kiến của người dân của mình. Điều này vi phạm hiến pháp Ukraine. Những người nắm quyền không có quyền chính thức từ bỏ lãnh thổ của họ. Để điều đó xảy ra, người dân Ukraine phải muốn điều đó, ông nói thêm. Điện Kremlin đã nhiều lần bác bỏ những nỗ lực hòa bình của Ukraine và công thức 10 điểm của nước này. Bình luận về chuyển vọng đàm phán Nga-Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Andriy Nastasin tuyên bố Moscow thấy rõ rằng cả Kyiv và phương Tây đều không có ý chí chính trị cho hòa bình về sự sẵn sàng đàm phán của Ukraine, chúng tôi thấy rằng cả Kyiv và phương Tây đều không có ý chí chính trị cho hòa bình, họ tiếp tục nghĩ theo hướng chiến tranh, lo lắng vì sợ Ukraine thất bại, vì điều đó có nghĩa là sự kết thúc của trật tự thế giới dựa trên luật lệ, ông Nastasin cho biết. Trước đó, ông Mikhail Podolyak, cố vấn tổng thống Ukraine cho biết, Kyiv đã sẵn sàng đàm phán với Moscow, nhưng với các điều kiện dựa trên luật pháp quốc tế, ông chỉ rõ rằng điều này chủ yếu có nghĩa là bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của nhà nước. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, ông phớt lờ những gì Tổng thống Ukraine Zelensky và Ngoại trưởng Ukraine Kuleba nói về triển vọng đàm phán, vì cả hai thường đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn. Nga sử dụng UAV mồi nhữ để tấn công Ukraine Nga đã sử dụng một số lượng lớn UAV mồi nhữ được thiết kế để thăm dò hệ thống phòng không, thay vì tiêu diệt mục tiêu trong cuộc tấn công ồ ạt vào Ukraine hôm 31 tháng 7. Ông Andriy Yusuf, phát ngôn viên tình báo quân sự Ukraine, ZUR cho biết. Moscow đã phóng tổng cộng 89 UAV Shahid và một tên lửa KH-59 vào Ukraine trong cuộc tấn công này. Tất cả đều bị bắn hạ, không quân Ukraine cho biết. Đây là cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất vào kỳ yếp trong năm 2021, với hơn 40 UAV bị phá hủy trong không phận của thành phố và các khu vực lân cận, chính quyền địa phương đưa tin. Theo ông Yusuf, UAV nhiễu loạn, không có đầu đạn. Mục tiêu của Nga là làm cạn kiệt và do thám các hệ thống phòng không. Đây cũng không phải là một chiến thuật mới. Các lực lượng an ninh và quốc phòng của Ukraine đã thực hành và chống lại hiệu quả những thách thức như vậy, ông nói thêm. Trong khi đó, ông Vladislav Vlasiuk, cố vấn cho người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine cho biết, quân đội Nga đã sử dụng một loại UAV mới, Gerbera, với số lượng hạn chế trong cuộc tấn công. Ông mô tả những UAV này là phiên bản rẻ hơn của UAV tấn công kiểu Shahid. Nga bắt đầu giai đoạn 3 của cuộc tập trận hạt nhân phi chiến lược Nga đã bắt đầu giai đoạn 3 của cuộc tập trận để kiểm tra khả năng sẵn sàng của vũ khí hạt nhân phi chiến lược của lực lượng vũ trang nước này, Bộ Quốc phòng của Moscow cho biết vào ngày 31 tháng 7. Giai đoạn đầu tiên của cuộc tập trận bắt đầu vào tháng 5, như những gì Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra để đáp trả điều mà Điện Kremlin cho là những tuyên bố khiêu khích của phương Tây. Giai đoạn thứ ba của cuộc tập trận bao gồm các đơn vị của quân khu trung tâm và quân khu phía Nam. Quân khu phía Nam bao gồm các lực lượng được triển khai tại các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng của Ukraine là một phần của giai đoạn tập trận này, nhân sự của các đội hình tên lửa từ các quân khu phía Nam và Trung tâm sẽ thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, bao gồm cả việc tiếp nhận đạn dược huấn luyện đặc biệt cho các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander M, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Những người lính tham gia cuộc tập trận sẽ thực hành trang bị xe phóng và bí mật tiến đến các vị trí để chuẩn bị cho các vụ phóng mô phỏng. Hai giai đoạn trước bao gồm các đơn vị của quân khu phía Nam và Leningrad, lực lượng hàng không vũ trụ và các đơn vị hải quân, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Điện Kremlin đã nhiều lần đưa ra lời đe dọa hạt nhân đối với Ukraine và phương Tây kể từ khi khơi mào cuộc xâm lược vào tháng 2 năm 2022. Các mối đe dọa đã không thành hiện thực và Nga tiếp tục tiến hành cuộc chiến tranh toàn diện mà không có kho vũ khí hạt nhân của mình. Đồng minh của Nga là Belarus đã tham gia giai đoạn thứ hai của cuộc tập trận vào tháng 6. Minsk không có vũ khí hạt nhân của riêng mình, mà thay vào đó, họ đóng vai trò cung cấp nơi lưu trữ một phần kho vũ khí chiến thuật của Nga. Dường như phương Tây rất ít quan tâm đến loạt cuộc tập trận hạt nhân này của Moscow. Mối quan hệ giữa ông Zelensky và bà Harris không mấy nồng ấm, tạp chí Time cho biết. Tạp chí Tom cho biết, mối quan hệ giữa Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không mấy nồng ấm. Tom đề cập đến vai trò của bà Harris trong phản ứng của Hoa Kỳ đối với cuộc xâm lược của Nga và Ukraine, chủ yếu là chuyến đi của bà tới châu Âu vào tháng 2 năm 2022, ngay trước khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu. Theo Tom, Phó tổng thống Harris đã gặp ông Zelensky tại hội nghị an ninh Munich để truyền đạt lập trường của Hoa Kỳ về cuộc xâm lược sắp xảy ra. Thông điệp mà bà đưa ra không hoàn toàn được hoan nghênh và ấn tượng mà bà tạo ra đối với người Ukraine là lẫn lộn, Tom viết. Vào thời điểm đó, Oleksiy Reznikov, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, nói với Tom rằng Kamala Harris nói rằng cuộc tấn công là không thể tránh khỏi bài báo đưa tin rằng zelensky và harris không đồng tình về phản ứng phù hợp đối với mối đe dọa trong khi ông zelensky thúc giục các biện pháp trừng phạt phủ đầu và tăng cường cung cấp vũ khí thì bà harris đã bác bỏ cả hai đề xuất Tạp chí đưa tin rằng vai trò của bà Harris trong cuộc khủng hoảng Ukraine phần lớn là ủng hộ. Một quan chức tòa Bạch Ốc nói với Tom rằng Phó Tổng thống Harris là người tán thành mạnh mẽ cho sự ủng hộ lâu dài của Hoa Kỳ đối với Ukraine và đã nhiều lần bày tỏ cam kết không lay chuyển trong việc hỗ trợ người dân Ukraine khi họ tự vệ trước sự xâm lược tăng bạo của Nga. Tuy nhiên, bài báo cho biết thêm rằng một quan chức Ukraine đã mô tả thái độ của bà Harris là sự ủng hộ theo nghi thức. Không giống như các quan chức cấp cao khác của Hoa Kỳ, bà Harris đã không đến thăm Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu. Trong hội nghị thượng đỉnh hòa bình gần đây ở Thụy Sĩ, bà Harris đã đại diện cho Hoa Kỳ thay vì ông Biden. Truyền thông mô tả cuộc gặp giữa Harris và Zelensky được đánh dấu bằng một số hình thức tương tự như các cuộc gặp mặt trước đây của họ. Cập nhật quân sự mở đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hằng Lâm vào quân sự mở. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!